partner will just give very less support. Và người tập cùng sẽ hỗ trợ rất ít. Like 10%. Chỉ khoảng 10% thôi. And 90% you have to use your own flexibility and strength. Còn 90% còn lại thì mọi người phải sử dụng cái độ dẻo dai và sức mạnh của mình. Dịch về phía trước một tí ạ. So I will hook the strap in her ankle. Mình sẽ buộc dây vào cổ chân. Then you need to try to rotate the shoulder. Sau đó mọi người phải xoay vai. Chân hơi tách nhau ra một tí. Then, tay ở phía sau lưng. Now, so you need to xoay vai. Đấy, mọi người phải làm thế ạ. Đấy, mọi người nhìn chân của mình sẽ giữ chân của bạn tập. Chân đặt trên lòng bàn chân. Mình chỉ kéo thêm một chút xíu thôi chứ đừng có làm gãy họ nhau. Hít thở ở đây bình thường ạ, hít thở bình thường. So how you sway, same way, sway out. Đấy, cách mà chúng ta xoay vào trong như thế nào thì cách chúng ta xoay ra ngoài như vậy. Again, 3 lần nữa. Sau đó chúng ta thực hiện thêm 3 lần nữa. Then đổi body. Sau đó đổi người. Okay, so ready everybody? Mọi người sẵn sàng chưa? Một lần nữa. Try everybody, then deep tight arm. Sợ nhỉ? And partner will just help out to... À, mình cũng phải hỗ trợ cho bạn tập là hai tay trên một đường thẳng. Chắc không có xuông. Ready everybody? Mọi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, sẽ ngon ghê đấy còn gì. Bây giờ tay nắm cổ chân nhá. Cổ chân. Đấy, căng cái gì đấy. Chúng ta nhìn xuống mà không di chuyển hông. Okay. But maybe this will be difficult. Có thể cái này sẽ là khó. See, hai vai, both shoulder 90 degree. Hai vai thành 90 độ. Okay. If you feel difficult, take one block. Nếu mà mọi người thấy khó thì lấy một gạch. Okay. Như thế này. Okay. Now, be forward. Đi dịch về phía trước. At the same time push the hip forward. Cùng một lúc thì chúng ta sẽ đẩy hông về phía trước. See, hai vai 90 độ. Hai vai tạo góc 90 độ so với thảm. Sau tay trên sẽ nắm vào vai tay dưới. Or catch the mũi chân. Hoặc là nắm vào mũi chân. Down then, put the elbow. Và đưa cái khuỷu tay lên phía trên đầu. Okay, so this is an easy variation. Đây là cách dễ. Okay. Now you come here. Now I show you a little difficult. Bây giờ là khó một chút.
Now you have to put the elbow down. Bây giờ mọi người phải đưa cái khuỷu tay xuống. Okay. Same thing. And catch it here. Nắm ở đây. If possible, move chân xuống like this. Nếu có thể chúng ta chống mũi chân xuống như này. Okay, so this is still a little bit easier. Cái này vẫn là hơi dễ nhá. Next, you need to chân trái ở đây. À, chân trái ở đây. Xin về phía trước một tí nữa. See the next little difficult. Cái tiếp theo sẽ hơi khó hơn một chút. Hai đầu gối in one line. Hai đầu gối trên một đường thẳng. Okay. Now when you're supporting, you have to control the front knee because you will keep slipping. Khi mọi người làm thì mọi người phải kiểm soát cái đầu gối chân trước bởi vì nó sẽ bị trượt. So I'm supporting with my leg. Ở đây thầy hỗ trợ với cái chân của thầy. Cái này sẽ là khó hơn mọi người nhé. Đẩy hông về phía trước. Chúng ta đặt đầu gối lên trên ghế. Hơi tách ra khỏi chân ghế một chút. Có nghĩa là khi mọi người đứng ở đây thì cái chân trước của chúng ta hơi chéo về phía trước chứ không phải là thẳng 100%. Mũi chân lên, mũi chân sau lên. Hai hông trên một đường thẳng. Từ từ gập đầu gối chân trước. Bây giờ cái đầu gối chân trước đang đi xuống. Đẩy lồng ngực lên. Tay ở tường. Nếu có thể chúng ta giữ cái quai của ghế. Hoặc là tay nắm vào mũi chân. Sau đó thẳng chân, cố gắng thẳng chân xong. Nếu có thể chúng ta thẳng tay. Cố gắng tay xuống hết cỡ về phía đằng sau lưng. Sau đó thẳng chân trước. Nếu mọi người cảm thấy khó thì dịch chân trước về phía trước nhiều hơn. Đẩy lồng ngực trước. Kiểm soát cái khớp háng. Kiểm soát hông. Sau đó tay xuống và cố gắng nắm cái quai của ghế. Và cố gắng thẳng chân nếu có thể. Và nhìn vào tường hoặc ghế. Cùng một lúc đấy thì chúng ta đều đẩy hông về phía sau. Mũi chân sau lên. Đẩy lồng ngực lên. Now, if possible, front leg straight. Nếu có thể thì chân trước thẳng. It's very difficult. Rất là khó đấy ạ, rất là khó để mà nó thẳng chân đấy ạ. So this will go more on the upper back. Cái này sẽ vào lưng trên nhiều hơn.
Mệt. Ghế, đi xuống ghế, quay ghế. Đi chân dịch về phía trước. Nhìn về phía sau. Gặp trước. Sao phải hỏi thầy là sao phải đi qua? Why she need to have a block? Not only her, but now all of them. Từ chị là tất cả mọi người đều phải dùng gạch. Knee, move forward. Dịch đầu gối về phía trước chị. What does she asking why? Chair is smaller. Tại vì cái ghế này nó bé chị ạ. Vì cái chân trước của mình nó phải thẳng. Nắm mũi chân được không chị? Đây. Rồi, đẹp. Gặp trước chị.
Thầy đang nói với mọi người, thầy không nói với chị đâu.